Quý vị biết rằng có nhiều người người ta nghèo khổ nghe quý vị, người ta kiếm miếng ăn không ra. Vậy mà có những người giàu sang, người ta vô trong nhà hàng, quán ăn, người ta kêu nguyên mâm đồ ăn, người ta gấp mấy đũa xong người ta bỏ chơi. Có nghĩa là người ta không nghe đạo, nên người ta xài phước nó phí phạm. Nghe không? Xài phước phí phạm. Khi mà hết phước rồi nó nghèo vô cùng. Quý vị coi phải rõ ràng, ở thế gian này có những người gia đình giàu dữ lắm nha quý vị, vậy mà chưa được bao lâu là gia đình sạt nghiệp liền. Vì sao? Vì họ giàu mà họ không biết tu nhân tích đức. Nên những đức khuyên tất cả hàng Phật tử mà đi đến đây nè, chương trình này là chương trình quý vị cơ hội tu phước tu duyên đó. Mà những đức cũng mong những người ngồi ở đây phải chân thật nhiệt tình, đúng đắn, đúng với lương tâm mình nghe. Người ta cầm tiền đến đưa tới tay mình cứ nhận, cái đó là người ta tặng cho mình bằng tình thương mến thương. Mình không có một cái tâm gì cả, không có làm những điều không phải ở trong đây. Ai cũng là người nghe nhân quả. Những đức nói chân thật quý vị cứ làm đúng đi. Cả đời những đức luôn, những đức thích cái tổ chức cái chương trình này cả đời luôn á. Từ khi mình không còn duyên nữa là thôi. Tại vì sao? Vì tổ chức chương trình này thấy người ta tội nghiệp quá. Trời ơi, có những người ta khiếm thị mà người ta còn cụt tay cụt chân quý vị ơi. Có những người người ta đã không thấy đường rồi mà có cái chân mà nó quẹo lên ngộ ghê á. Như anh Tường Văn á, hai con mắt anh không thấy đường mà hai cái tay anh cụt luôn. Mà mỗi lần anh hát là anh lấy hai cù lôi anh kẹp cái kẹp cái micro. Đúng không? Anh lấy hai cù lôi anh kẹp cái micro mà kẹp cứ ngắt ra nghe mà anh hát. Trời ơi, mình nhìn thấy tội nghiệp. Nên phía sau này mấy vị ca sĩ nè, chúc tặng tiền ra tặng ca sĩ Tường Văn rồi với thêm một anh chàng trẻ trẻ ngồi phía sau. Nên chương trình này những đức nói chuyện xong có mấy bài hát, nhưng mà tất cả những vị tặng tiền á, giờ này Phan á tặng để cho người ta ngồi người ta nghe pháp được nó đàng hoàng. Quý vị biết rằng quý vị tặng, quý vị động đậy người ta không nghe được, đó mới là mắc lợi ích, ta hiểu không? Nên quý cô trong chùa mình mà tặng tiền là khi những đức chia sẻ Phật pháp xong. Còn hàng Phật tử là khi hát xong, khi chương trình hát xong hết rồi, lúc đó những đức nhờ cái ban tổ chức trong chùa nếu ai cần thì họ phụ quý vị tặng tiền cho nó mau. Có nghĩa là nó làm nó có một cái quy trình rất rõ ràng. Còn giờ này mà mình đi tặng tiền cho người ta vòng vòng là người ta không nghe pháp được. Cái quan trọng vô cùng là người ta nghe pháp được, để mà người ta về người ta biết tu. Mà tu là tu sao? Tu là tu sửa cái tâm mình á. Thí dụ như lúc trước mình đi đâu mình cũng tham quá trời luôn. Bây giờ mình nghe thầy nói vậy thôi, thầy nói tham á là nghèo nó càng nghèo thêm nữa, thôi mình không có tâm tham nó nữa. Chờ cho sao mình sống vậy thôi, mình không có dám tham lam của người ta, hiểu không? Rồi á, mình không có đi chung mà mình nói chuyện tục tiểu hỗn ẩu. Thí dụ như các ông mà kiểu mà mở miệng ra mà mẹ mày má mày rồi chữ tệ nghe, thôi bây giờ mình dùng cái miệng này mình niệm câu A Di Đà Phật, hiểu không? Đó. Rồi các bà mà nhiều khi mà mình dùng cái miệng mình mà mình cũng nói tục nói tiểu á, con này con kia đỉ điếm tùm lum á, thì quý vị nên niệm một câu A Di Đà Phật, hiểu không? Đó. Sao không niệm câu A Di Đà Phật đi? Quý vị coi nè, cuộc đời mình sanh ra đời bây giờ cặp mắt của mình không thấy đường là chắc chắn đời trước của mình. Có cái câu chuyện này nghe quý vị. Một vị này là một vị cao tăng. Thầy của ông vừa nhìn thấy ông lúc còn trẻ đi lỡ tu thôi, thầy ông nói với đại chúng câu vậy nè: nè các con, đừng có thấy thằng này lùn thằng này xấu mà coi thường nó nghe. Đời trước nó là một vị cao tăng đó, nó tu tốt lắm nhưng mà nó có cái bệnh á, là nó gặp gái đẹp nó ưa nhìn. Nên đời này nó cũng là cao tăng nhưng mà nửa đời của nó là mắt mờ. Nhưng nửa đời sau là nhờ tu nhân tích đức nên mắt sáng lại. Như vậy thì nếu như cặp mắt của mình mà nhìn cái tốt cái đẹp thì cặp mắt của mình nó sáng. Vậy thì đời này mà mình khiếm thị, coi chừng đời trước nhìn vợ người ta không. Hiểu không? Từ đời đi khiếm thị. Bây giờ nếu như cái miệng mình đời này mà mình nói chuyện ngon lành được mà nói người ta nghe là cái miệng của mình niệm Phật. Cái miệng mình nói tốt, nói lành thì cái miệng mình nói người ta nghe.
Còn bây giờ nếu đời này mà mình dùng cái miệng của mình mà má mày, ba mày, mẹ mày, hoặc là con này con kia mình chửi tầm bậy tầm bạ, cái miệng này có khi đời sau mình không nói được luôn. Quý vị coi trong cuộc đời này có người câm không? Có, là do cái khẩu nghiệp mà câm. Nhân quả rõ ràng lắm. Còn nếu như lỗ tai mình nghe pháp, lỗ tai mình nghe câu Phật hiệu thì lỗ tai mình thính lâu. Còn nếu như lỗ tai mình mà nghe lời tục tiểu, nghe những âm thanh ác độc thì lỗ tai mình sẽ hư nhĩ căn, nó điếc đi. Còn thân mình cung kính thì thân mình cao ráo đẹp. Có nghĩa là tất cả những cái nhân gì mình tu là cái quả mình hưởng được tốt. Còn nếu như cái nhân mình tu không phải là quả báo mình chịu. Nên những đức nói đây rất dễ hiểu. Giống như văn tự mình là văn tự hay lúa, nghe là hiểu liền. Đó, có nghĩa là mình nói là nghe là người ta biết liền. Nên những người khiếm thị mà những đức nói họ nghe họ cũng biết nữa. Nên những đức mong rằng quý vị có thể nghe những điều này để tự mình điều chỉnh cái tâm mình lại. Đời mình qua mau lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói 60 năm cuộc đời chứ thật sự nó lây quay cấp kỳ à. Như những đức xa gia đình năm 18 tuổi. Bây giờ những đức 41 tuổi rồi nè. Rồi lây quay là 50 tuổi. Rồi lây quay là 60 tuổi. Rồi sớm lỗ luôn. À, nên bây giờ tranh thủ những thời gian mà mình làm được những việc thiện, những việc tốt của cuộc đời. Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời chúng ta là gì? Là tu nhân tích đức. Nhớ. Nên tất cả những người ông bà cha mẹ, quý vị chỉ cần tu nhân tích đức, dạy con tu nhân tích đức. Những cái chương trình này, những đức tổ chức sắp xếp ra như vậy, quý vị đi đến đây để mà tu nhân tích đức, dạy con cháu tu nhân tích đức. Những người giàu sang mà đi lên casino quýnh bài, đi cá độ đá banh rồi đó, mà đi ăn chơi đồ đó, quý vị đem tiền ở đây, quý vị để ở đây nó ngon nè. Đem tiền đến đây cho người ta cần nè. Nó hay quá. Làm nhiệt tình đi. Tất cả những con người ở đây niệm Phật là tương lai làm Phật, quý vị giúp người ta nhiệt tình đi. Đừng có nghĩ ngợi gì cả. Cái gì những đức cũng hướng dẫn kỹ rồi. Người ta làm không phải, tội lỗi người ta tự chịu. Tại vì mình hướng dẫn rồi, đúng đắn rồi quý vị. Đó, nên mong rằng là những người mà đến với những đức, những đức đến với quý vị nhiệt tình. Những đức mong quý vị cũng đến với những đức nhiệt tình. Chúng ta cùng nhau đến nhiệt tình. Như vậy thì chúng ta sống trong một cái thế giới hòa hài. Mà con người đến với con người nhiệt tình, không có hạnh phúc nào bằng con người thương con người. Và con người đến với con người bằng tâm chân thật. Nhớ. Nên mình thấy họ mình thương vô cùng. Ở bên kia những đức đứng trên khu tăng, những đức nhìn thấy họ những đức thương lắm. Nếu những đức mà không thương quý vị, những đức không rủ quý vị về đây đông gì đâu. Có nghĩa là những đức từ khi đi tu tới bây giờ, nghe con nít cũng thương nè, người mù cũng thương nè, người què cũng thương nè, gặp người là thương người, bà bầu cũng thương luôn. Trời ơi, bữa đó có cái bà bầu bà đê bà nói: thầy ơi, bây giờ cái bụng con bự trình bình gì mà chồng con nó đuổi con ra khỏi nhà, thầy ơi, thầy cho con ở đây để con đẻ xong rồi tính sao đi thầy. Trời ơi, vậy coi á, ồ thấy tội nghiệp ghê. Mà đúng là thế gian nó có nhiều cái khổ, không phải là chỉ có cái khổ khiếm thị khiếm tật không đâu quý vị ơi. Có những người khỏe mạnh vẫn khổ. Trời ơi, lấy chồng xong bây giờ cái bụng trình bình, chồng nó đuổi ra khỏi nhà, đi lang thang không biết đi về đâu, cuối cùng đi tìm ông thầy. Đúng là thầy chùa ngon thiệt. Thầy chùa ngon ghê, ai làm gì đưa thầy chùa chịu. Trời ơi, thì biết rằng xong rồi đức nói thôi giờ cô ở đây đi, từ 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 cho đức sắp xếp, chứ bây giờ tội nghiệp bảo quá, đi về đâu đây. Cái bà nói: thầy ơi, con gần đẻ rồi, thầy cũng mua cái gì cho con ăn tẩm bổ một chút nữa ta. Sao bà không kêu chồng mà đi. Trời ơi, tự nhiên đi đến đây chứa chân đòi hỏi tùm lum. Xong cái dài bữa bà đẻ xong cái bà ẩm con bà lại bà nói: thầy ơi, cảm ơn thầy, bữa nay đẻ con trai, thầy coi coi mặt giống thầy không. Trời ngộ ghê. Thôi giống chồng rồi đi, giống tôi chi chợ. Thôi quý vị coi, đúng là cái thế gian này nó có nhiều việc, thấy không? Nên từ nơi đó mà nó đa dạng cái việc. Rồi chùa mình nít đến đây thì nó cũng thương nữa. Tại vì sao? Vì bây giờ chúng ta có thân người mà không thương con người, vì mình không phải là đúng đắn con người. Con người là phải thương con người. Nên tất cả những người nghe con đoạn này nhớ nghe, vì phải thương tất cả những con người khi mới bị gặp.
thân bằng quyến thuộc, anh chị em, vợ chồng là có duyên gặp nhau, phải chân thật hết lòng đến với nhau. Bây giờ thí dụ như có những người khiếm thị ở đây là vợ chồng, hai vợ chồng đều là khiếm thị, nắm tay nhau đi trên đường phố. Thấy không? Thấy chưa? Hai vợ chồng khiếm thị nắm tay nhau đi trên đường phố. Cô kia hỏi ông chồng khiếm thị, anh có nghe gì không? Tại vì giờ đâu có thấy, đâu có hỏi thấy gì không mà nói nghe gì không. Cái người chồng nói lại, nghe gì em? Nó bắt đầu rồi. Cái người vợ nói, em nghe những tiếng yêu đương bên cạnh em. Trời ơi, nghe nó mùi vẫn gì đâu, đúng không? Nghĩa là vợ chồng dù khiếm thị cũng là nương tựa nhau mà sống, nương tựa nhau bằng cái tâm chân thật đến với nhau, chứ đừng có chửi rủa người ta nghe trời. Hiểu không? Nó có cái ông kia, ông nói lúc trước thầy biết cái tính con nó nóng vô cùng đó thầy. Tuy con không thấy đường vậy đó mà có khi con đi dắt té con chửi sùm. Con nói thằng nào con nào để cái cây ngay chỗ này à. Nhưng mà từ khi mà con nghe thầy giảng tới bây giờ, mỗi lần mà con té cái là A Di Đà Phật. Hay công nhận thiệt. Thấy chưa? Câu vợ gây chưa? Từ khi nghe tới bây giờ mà mỗi lần mà đi mà dắp té cái A Di Đà Phật liền. Hay công nhận thiệt. Mà công nhận nha, mình hướng dẫn người ta, ta nghe nha quý vị. Có cái chú này đi bán giấy số, nói từ khi mà con nghe thầy dạy tới giờ, mỗi lần mà con mời ai mà mua giấy số, mua xong là người ta trả tiền xong là con chào người ta bằng câu A Di Đà Phật. Mà từ khi con chào câu A Di Đà Phật tới bây giờ thầy trầu ôn, con bán giấy số đắt ghê luôn thầy không? Ngộ ghê, thấy chưa? Tại vì sao? Người ta thấy mình, ta thương. Thấy người ta thương quý vị ơi. Thí dụ như mình mà niệm Phật đi, ta nhìn mặt mình ta thương liền à. Bây giờ quý vị coi những đứa có tiền mà làm bao nhiêu chương trình này là từ đâu người ta thương mà ra. Chứ người ta ghét, người cắt người ta cũng không được. Đúng không? Người ta mới thấy người ta thương. Tuy là cái mặt không được đẹp gì mà người ta thương hả vậy đó. À, nó nên tất cả những người khiếm thị này nghe lời như Đức nghe, cứ dùng cái miệng niệm Phật đi. Nó cứ dùng cái miệng niệm Phật đi. Có một cái cô kiểu nói tàu ô, lúc trước á, mấy người khiếm thị đi mà không niệm Phật á, tự nhiên thấy, cô thấy sao cái từ trường nặng nề. Mà từ khi mà thầy hướng dẫn tới bây giờ, tự nhiên những người khiếm thị nó niệm Phật á. Có cái ông đó, ông niệm Phật mà con mắt của ông nó trắng tư á, khiếm thị con mắt nó trắng trắng tươi rồi, cái tự nhiên sao cái chồng trắng nó cứ lộn, mà tự nhiên ổng niệm Phật mà niệm từ từ sao cái chồng trắng tự nhiên nó phai từ từ cái nó cái từ từ cái nó đen lại. Ờ sao lạ trời, đúng là niệm Phật mà chuyển cái nghiệp luôn em quý vị. Có nghĩa là ở trong chùa nhà Đức thấy rất là nhiều người mà niệm Phật có thể chuyển được cái nghiệp của cuộc đời mình trong đời này luôn nè, chuyển được cái nghiệp trong đời này luôn. Mà cái quan trọng nhất là chuyển cái tâm khổ. Niệm Phật mà chuyển cái tâm khổ, quý vị nhớ nghe, cái khổ là từ cái tâm nghĩ đến và nhớ. Cái tâm nghĩ đến cái khổ này, nên cái khổ này nó vằn vặt bên cạnh mình hoài. Quý vị để ý nè, mình mà buồn ai đúng không, phải nó quay nhiều quận khổ không? Buồn là chỉ một lần, nhưng mà do nó quay nhiều quận nên cái buồn này nó thành nhiều lần mà khổ. Rồi có một cái chú ngồi trước mặt Nhân Đức nè, hai con mắt của chú sao mà nó có hai cục thịt bự. Thấy không? Bây giờ quý vị coi ha, phải rõ ràng không? Trong cái cuộc đời này quý vị thấy rõ ràng không? Nghiệp lực bất đồng không quý vị? Bởi vì những Đức nói rằng là tất cả những người khỏe đi đến đây nghe, đối với những người mà ta khiếm thị khiếm tật này quý vị, chăng thật quý vị thương đi. Nó chăng thật mà thương đi. Có khi mà mình đi là lỡ gần, mình nói chuyện chung, mình thấy đúng là người ta có cái khổ. Như bản thân mình mà một ngày mà nhắm mắt thử sống một ngày đi, trời ơi, cái cá nhân cuộc sống mình khổ vô cùng. Chú này ngồi trước mặt Nhân Đức cũng lớn tuổi nè. Bây giờ chú nghe lời Nhân Đức, chú cố gắng niệm Phật chút. Hai con mắt sao nó có hai cục thịt thiệt là bự nó lòi ra. Thấy không? Không có nghĩa là nhìn xuống thấy hơi đa dạng quý vị. Đủ thứ có tật hết chứ. Còn có những người lùn xỉn quý vị ơi. Những người ta lùn xỉn nè. Đó, nên từ nơi đó do cái nhân cái quả mà tạo ra như vậy. Nên bây giờ chúng ta bây giờ nghe Pháp rồi, nghe Đạo rồi, mỗi một con người chúng ta chân thật, chúng ta biết niệm Phật. Kỳ sau mà tổ chức chương trình khiếm thị nữa đó nghe, hàng Phật tử nào khắp nơi nơi quý vị, chân thật phát tâm, chúng ta cùng chung tay với nhau đặt máy nghe Pháp, tặng cho tất cả những người khiếm thị này, mỗi một người một chiếc máy nghe Pháp, thêm một chiếc máy nghe Pháp cho họ nữa. Để làm chi? Để cho họ về họ cầm họ nghe suốt luôn. Bây giờ nghe qua gì cái tự nhiên gì nó quên.
Nhưng mà nếu như có một chiếc máy nghe pháp đó nghe, mà về mà đi đâu cũng cầm nghe được, mà có những buổi chủ nhật những đức giảng thì ngồi bị cười xúc xích mình luôn, mắc cười dữ lắm. Nó từ nơi đó mà cái tâm của người ta nghe rồi, từ từ ta biết niệm Phật ta vui. Nên những người như vậy này mình tặng cho người ta chiếc máy nghe pháp quý dữ lắm. Nhưng mà khoảng gần 3.000 người đó thì tặng thêm máy nghe pháp là phải cùng chung tay với nhau. Nên á, những đức nêu lên những cái chương trình này nè, không lâu đâu những đức sẽ tổ chức nữa. Bây giờ á, cái thờ thế bây giờ nó nhiều kiếp nạn quá. Bây giờ mỗi một con người chúng ta đang ngồi ở đây nè, nên tập tu đi quý vị. Qua một cái chặng dịch bệnh mà mình bây giờ mình còn ngồi gặp nhau ở đây là cũng ngon lắm rồi đó. Bao nhiêu con người trong cái chặng dịch bệnh mà người ta chết tràn lan đại hải đúng không? Vậy mà bây giờ mình còn ngồi ở đây là mình cũng còn cái phước rồi. Thôi bây giờ chúng ta cố gắng tu nhân tích đức để mà biết niệm Phật đi. Lỡ mà cơn vô thường có đến với chúng ta bất tử một cái, chúng ta niệm A Di Đà Phật, cái Phật rước chúng ta về cực lạc hết chân khổ. Nên tất cả các cháu nhỏ nhỏ gì mà vô đây các con nhìn thấy không? Nó nếu như các con từ khi còn nhỏ mà không biết tu nhân tích đức, cuộc đời mình sau này nó không có phước, nó khổ lắm đó các con. Đó, các con xem đi. Nên cái chương trình này là cái chương trình mà rất nhiều người cảm động. Không phải là chỉ có nước mình ở trong đây mà cả nước ngoài người ta coi chương trình này xúc động vô cùng. Nó quý vị coi đi, để cho tất cả những con người mà giàu sang á, quý vị dùng tiền bạc mà phí phạm mà quý vị không có nhìn ra những cái người như vậy quý thương người ta. Thật sự mà nói, nếu như cuộc đời mình mà bệnh hoạn tật nguyền như vậy, mình cũng mong có những người người ta thương mình như vậy quý vị à. Thật sự mà nói, vậy tại sao bây giờ mình không bỏ ra một chút tình người đến với người ta đi? Hồi có những người mà một mâm đồ ăn người ta thôi mà người ta kêu ra người ta ăn mà mấy chục triệu. Còn có những người gì người ta kiếm được mấy trăm ngàn thôi là người ta mừng vô cùng mừng rồi. Nên những đức nói rằng là tất cả những người mà giàu có làm những việc mà lỡ thì bị nhìn chương trình này đi. Chương trình này là chương trình thật nè, chương trình làm thiệt nè. Nó không có một cái gì mà gọi là giả dối trong đây chứ, không có danh lợi gì trong đây cả. Nên cuộc đời những đức nói rằng nếu như bên cạnh mình mà nhiều người giàu bên cạnh mình là mình còn sợ. Chứ nếu như mà chưa bên cạnh mình mà nhiều người khiếm thị mình không sợ đâu. Tại vì sao? Thấy gì chứ chơi với mấy người mà tặc quyền vậy chứ không có lo bị người ta lấy. Đó. À, giống như mình mà có chồng xấu xấu, chồng mình không ai nhịn chứ, nó không có lấy. Hoặc là vợ xấu xấu thì nó không lấy. Nhưng mà vợ hay chồng mà đẹp đẹp là có thằng nhìn đó nghe. Có thằng nhìn, có nhỏ kia nhìn á. Nên bạn của mình toàn là bạn khiếm thị, đồ tặc, đồ gì không nè. Chơi với nhau cùng niệm Phật, đông gì không ai mà đến giành giật chứ. Chứ nếu như mà chừng 10 vị đại gia bên cạnh thôi là bắt đầu là có người soi bói rồi đó. Thấy không? Nên những đức nói rằng cái đặc biệt nhất của cuộc đời của người chúng ta là gần với người nghèo, người khổ thì mình mới có cơ hội tu phước tu duyên. Tại vì sao? Vì người ta nghèo khó, người ta cần mình giúp thì mình bỏ ra mình mới tu phước tu duyên được. Còn nếu như con người mình đã giàu rồi mà muốn toàn là chơi với người giàu không, để mà mình tạo ra sự nghiệp càng lên lên nữa, thật sự mà nói, đến khi một hơi thở thở ra không hít vào, tiền của gì cầm theo đâu. Trời ơi, suy nghĩ đi. Có tiền đưa cho người ta xài còn có phước nữa. Mấy người này ta cần xài đưa cho người ta xài đi, mình có phước. Còn mai mốt mình giữ cho một đống đó, khi mà vừa thở ra mà không hít vào nó ngụm củ tỏi. Những đức nói thật sự chứ, bao nhiêu người giàu trong cuộc đời này họ tạo ra một sự nghiệp gì á, thì họ cũng là tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng rồi mới có được cái số tiền. Nên bây giờ mà nghe đạo rồi biết cầm tiền đi tu nhân tích đức thì nó mới quá giải nghiệp chướng. Chứ nếu không thì cuộc đời khi chết đi rồi, tiền thì để lại, vợ thì để lại, chồng thì để lại, nhà thì để lại, con thì để lại, mà mình thì cầm cái gì theo? Cầm cái nghiệp theo, đi gặp vua Diêm Vương tính sổ. Đó, thấy không? Đó, nhớ nghe. Trời ơi, mình phải khôn chút quý vị ơi. Nên bây giờ mà nhà đức có tiền là nhà đức làm sạch, để mai mốt mình chết bất đắc kỳ tử nó cũng nhẹ nữa. Quý vị coi á, quý vị cắm một cây nhang đi, tàn nhang nặng thì nó rớt xuống đúng không, mà khói nhang nhẹ thì nó bay lên. Nếu như con người mình mà tâm thiện á thì cũng như khói nhang vậy, nó bay lên. Còn nếu như con người mà tham chấp nặng nề sân hận á thì cũng như tàn nhang vậy, nó nặng, nó rớt xuống. Mà nó rớt xuống, nó rớt đi đâu? Nó rớt xuống âm phủ, nó gặp vua Diêm Vương tính sổ mình, hiểu không?
Nên từ nơi đó mà chúng ta đó bây giờ biết nghe Phật pháp rồi. Nên những Đức mong rằng tất cả những người bạn ngồi đây nghe, bạn già, bạn trẻ, bạn bé, bạn lớn, bạn bầu bì, bạn bê đê <Nó, cười> ngồi đây, chúng ta bây giờ là bạn nghe. Bây giờ những Đức dẫn đầu niệm Phật, quý vị cùng niệm Phật với những Đức, để mai mốt mình về cực lạc mình gặp nhau. Ôi ôi, ở đây khiếm thị vậy đó, nhưng mà niệm Phật mai mốt về cực lạc là không có khiếm thị đâu, nghe chưa? À, ở đây mà lùng lùng vậy chứ niệm Phật về cực lạc là không có lùng đâu. Ví dụ như đứa bé này nè, con cái não con nó bị sụm vô vậy đó, như vậy đó mà mai mốt mà con niệm Phật con về cực lạc con không có gì nữa đâu. Nó nên bây giờ chúng ta ngồi trong đây mà người khổ cùng cực nhất, bây giờ những Đức mở ra cho cái gì một con đường nè, nghe không? Quá khổ rồi, bây giờ mở ra một con đường nè. Một con đường gì? Quý vị cùng với những Đức niệm A Di Đà Phật đi. Cùng với những Đức niệm A Di Đà Phật đi. Rồi khi mà thọ mạng mình đến đó, những Đức cùng với quý vị đi về cực lạc. Chịu không? Đó. Đó. Ừ, cùng niệm Phật đi. Ôi ôi, những Đức còn khỏe gì mà không có bệnh hoạn gì mà tật nguyền gì mà những Đức còn niệm Phật mà. Mà trong khi mỗi ngày có tiền mà cũng niệm Phật à. Nó ăn đơn giản thôi, niệm Phật đi, mong đi về cực lạc không? Tại vì sao? Những Đức thấy rằng ở cái cuộc đời này là khổ. Dù khỏe cũng khổ nữa. Cái con người nó hơn thua nhau, tranh danh đoạt lợi, giàu hiếp nghèo, đẹp hiếp xấu. Giống như khi mình giàu thì kẻ bưng người bợ, khi mình có tiền thì kẻ bưng người bợ, cả người thân mình luôn. Khi mình giàu thì người ta đưa mình lên cao, mình nói con chuột nó chạy ngang, mình nói con mèo, nó nói ừ con mèo. Có tiền á, mình có tiền có danh á, con chuột chạy ngang mình nói con mèo, cái thằng ngồi kế bên nói ừ mèo đó, ghê không? À, đúng là có tiền á, cái lời nói của mình nó mạnh vô cùng. Trong cái cuộc đời này con người nó nặng đồng tiền quý vị. Vậy đó mà khi sau này mình hết tiền á, mà con chuột chạy ngang mình nói con mèo, nó nói mày khùng cái gì á, con chuột, thấy chưa? Nó nên tất cả những người giàu sang phú quý trong cuộc đời này nhớ nè, khi quý vị có tiền, quý vị giàu thì kẻ bưng người bợ quý vị. Nhưng khi quý vị mà xa cơ thất thế thì không mấy bạn thân bên cạnh quý vị đâu. Nên những Đức nói rằng thà những Đức chơi với người khiếm thị này mà chúng ta có thể trung thành chơi với nhau cả đời. Thật sự mà nói, những Đức chơi với quý vị là chắc chắn quý vị chơi với những Đức, đúng không quý vị? Chơi chung được không? Ừ. Đó, đã là chơi chung thì bạn khuyên mình niệm Phật thì mình nên niệm Phật. Thằng bạn những Đức của mình niệm Phật mà ngon như vậy thì mình cũng nên niệm Phật đi, đúng không? Thằng bạn những Đức ngày xưa nó nói rằng nó ăn nhậu bê tha, hư hỏng, không làm được gì. Mà bây giờ bạn những Đức của mình nó có thể, nó làm được nhiều việc vậy. Thôi bây giờ bạn những Đức khuyên các bạn ngồi ở dưới đây khiếm thị, khiếm tật cùng niệm Phật nghe. Ờ, đó. Trời ơi, mình cứ nhấn mạnh chỗ này hoài, vì mình biết chỉ có niệm Phật mới giải quyết vấn đề. Nhớ, chỉ có niệm Phật mới giải quyết vấn đề. Thôi bây giờ chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để nhớ nè, nhớ để đời nè. Niệm này nghe: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mấy câu Phật hiệu này những Đức niệm nhẹ nhàng từ từ cùng với quý vị. Nhớ nha, trong số lượng đông người này, có khi bữa nay chúng ta đang ngồi đây, có khi ngày mai trong chúng ta không biết người nào sẽ ra đi, hiểu không? Thì quý vị bất cứ trong lúc nào trong cuộc đời mình, quý vị nhớ nha, bất cứ lúc nào thọ mạng đến với mình, nhớ lời những Đức nói, niệm một câu A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Nhớ. Những Đức nuôi bao nhiêu người già ở đây, những Đức thấy
Những đức lo cho các cụ già, khi khuyên các cụ niệm Phật, khi cuối cuộc đời các cụ đi quá tốt quý vị ơi. Đi nó quá đặc biệt, đi nó nhẹ nhàng vô cùng. Đó nên những đức cũng nhắc những người bạn này ngồi đây, nhớ tập đi, tập niệm Phật đi. Không lẽ mình nhắc hoài gì người ta không nhớ ta. Nên tất cả những người nghĩ đến tôi, nghĩ đến thầy Nhẫn Đức, là những người đó niệm giùm tôi một câu A-di-đà-phật. Nhớ. Vậy thôi. Con người mà tập trung về đây mà không tưởng tượng được cái số lượng người quá đông. Có nghĩa là mình không tính nổi cái số lượng người này quá đông à. Nó có nghĩa là tràn từ đây dài qua tới bên khu tăng bên kia, đông dữ lắm quý vị. Nên Nhẫn Đức nói với các huynh đệ trong chùa, Nhẫn Đức nói rằng là mình rủ người ta về đây, cái quan trọng lớn nhất của cuộc đời chúng ta là được nuôi dưỡng cái huệ mạng và nghe được định luật nhân quả. Thí dụ như giờ mình bệnh đau, mình tật nguyền, mình khổ gì, dù bây giờ mình có cơm ăn áo bặn nhất thờ thôi, nhưng mà khi mình thọ mạng mình đến, mình ra đi là chắc chắn là mình sẽ không được tốt đẹp khi tái sanh. Nên cái việc mà hôm nay những đức chia sẻ cho quý vị nghe rằng là cuộc đời con người nếu như nghe đạo, đây mới là cái chỗ thật sự để cứu huệ mạng của chúng ta, có thể thay đổi cuộc đời, thay đổi tư tưởng. Và chúng ta không có mang một cái tâm là hờn trách số phận cuộc đời, vì sao mình khổ, vì sao tôi khổ, tôi có làm ác gì mà tại sao số phận tôi khổ như vậy, ông trời sao bất công như vậy. Có những người họ làm rất nhiều điều ác, vì sao họ giàu, họ đẹp, họ mạnh khỏe. Tôi có làm việc gì ác đâu mà tại sao tôi khổ như vậy. Nếu như chúng ta mà không nghe đạo là chúng ta thường là cứ trách số phận và trách ông trời. Hôm nay những đức chia sẻ cho quý vị nghe rằng chúng ta đừng nên trách số phận, trách ông trời, mà là chúng ta trách chính mình không có tu nhân tích đức được tốt, nên mình mới chịu cái quả báo như vậy. Khi mình nghe đạo rồi thì cái tâm mình nó mới hòa được với cái sự việc mà hận cuộc đời của mình để sao khổ. Nó hòa được là do gì? Mình biết mình gieo nhân không phải, nên mình chịu cái quả báo không phải. Đức Phật nói rất là rõ ràng, muốn biết nhân đời trước thì xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì chúng ta coi cái nhân đời này mình tu làm sao. Bây giờ cái nhân đời này của chúng ta, cái tâm của mình tu làm sao thì mình biết cái quả báo đời sau mình sao liền à. Còn nếu như đời này mình keo kiệt, đời này mình không biết thương người khổ đau, đời này của mình đã nghèo khổ rồi mà mình còn có tâm tham chấp nặng nề, mình dối gạt người, thì đời sau của mình có khi nó không được thăng người, mà nó đọ thẳng vào thân súc sanh, hoặc là nếu sân hận thì trong địa ngục. Còn nếu tham chấp quá nặng thì đẩy mình vào cảnh giới của ngạ quỷ, đói khát. Có nghĩa là nó không thay đổi được cái số mệnh, là do gì? Mình không nghe đạo. Quý vị phải nhớ rằng là chương trình này những đức rủ quý vị về đối về cái việc vật chất và tặng cho quý vị, đây là chuyện quá nhỏ. Chuyện lớn nhất của cuộc đời con người chúng ta là nghe được đạo để biết tu nhân tích đức lại. Tu từ đâu? Từ cái tâm. Điều chỉnh từ ngay cái tâm của mình. Nên Phật nói một câu rằng nếu như người giàu mà biết tu nhân tích đức thì từ sáng đi ra sáng. Còn nếu như người nghèo khổ mà không biết tu nhân tích đức thì từ tối đi vào tối. Còn nếu như người nghèo khổ mà cái tâm thiện thì từ tối đi ra sáng. Nên chúng ta coi coi cái tâm con người mình là từ tối đi ra sáng hay từ tối đi vào tối. Còn nếu như người giàu mà biết tu nhân tích đức nữa thì từ sáng đi ra sáng. Còn người giàu mà chỉ biết mình mà không biết ai cả thì từ sáng đi vào tối. Cái nhân cái quả nó vậy đó quý vị. Nhớ nghe à. Nên cái câu mà người ta nói là không có ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Xin thưa quý vị, nếu như ông bà cha mẹ mà biết tu nhân tích đức, không phải giàu ba họ đâu, mà nó giàu từng đời, từng đời, từng đời, nó giàu hoài. Tại vì sao? Cha mẹ giàu dạy con có đạo đức, dạy con có đạo đức thì con giàu dạy cháu có đạo đức, cháu có đạo đức thì tiếp tục giàu. Thì từng đời truyền là truyền cái gì? Truyền cái đạo đức á. Truyền tiền chưa chắc giàu, mà truyền đạo đức nó mới giàu.
Tại vì mình biết tu nhân tích đức thì giống như một ly nước, mình uống mình biết châm vào thì có nước uống hoài. Còn nếu như giàu mà chỉ biết ăn uống mà không biết tạo ra, vậy thì nó nghèo. Nên cái gốc chính vô cùng là ông bà cha mẹ dạy cho con cháu tu nhân tích đức. Bây giờ thí dụ như quý vị trong đây khiếm tật hay là nghèo hay là đủ thứ bệnh trong đây, quý vị nghe công đoạn này rồi quý vị nhớ nè. Dù là đời của mình nghèo khổ nhưng đời mình may thay nghe được Phật pháp. Bây giờ tại sao chúng ta không lấy cái đời này nè để mà mình á dạy cho con cháu mình được, đừng có chỉnh gì nữa chứ. Đừng có làm những điều sai quấy. Tại vì đời mình đã khổ rồi, bây giờ mình lặp lại cho đời con cháu mình là đừng có làm những điều sai quấy. Vậy thì đời mình khổ, tới đời con cháu mình nó lặp lại cuộc đời của nó. Quý vị biết rằng chính cuộc đời như Đức đi tu thay đổi số mệnh nè, sanh cho một gia đình nghèo khổ vô cùng nè, có nghĩa là tay làm hàm nhai mà nợ nần thiếu hoài. Như vậy mà 29 tuổi như Đức gặp được Phật pháp nha. Quý vị nghĩ nếu như những Đức mà không đi tu làm sao những Đức làm chương trình này. Bây giờ bản thân mình lo mình chưa xong nữa chứ đừng nói chi mà tổ chức như vậy. Nội mà cái chuyện mà cái số lượng người này về mà chúng ta khắp nơi nơi mà tiền xe thôi, mà ở đây những Đức trả tiền xe thôi là quý vị biết cỡ nào chưa. Chứ đừng nói chi mà bỏ bao thư thêm nữa. Còn cái chuyện hàng Phật tử là tự người ta tặng tiền cho quý vị đó. Quý vị coi một con người này ngoài đời ngày xưa bản thân họ lo chưa xong nè, bản thân nhận đức này lo không xong nè. Tuy là khỏe mạnh làm ăn nhưng mà lạ thai không có tiền. Có nghĩa là thấy giống như mình cầm tiền trước mắt vậy mà lạ thai. Vừa có tiền cái là bệnh đau hay chuyện này chuyện kia là sạch liền, không có. Như vậy mà từ khi mà những đức học Phật niệm Phật nghe, rồi biết tu nhân tích đức nghe, biết nghĩ gì người ta nghe, đổi cách nghĩ lại, thì vị biết rằng bây giờ những đức dùng tiền dùng hoài dùng cũng không hết luôn. Trong khi chùa mình hơn 1.000 người mỗi ngày lo, rồi chương trình này chương trình kia, dễ mà không bao giờ hết tiền. Còn ngày xưa một mình một mà không đủ tiền xài. Rõ ràng không? Ở đây là 100% là chính bản thân Nhận Đức nè. Nên cái chương trình này Nhận Đức tổ chức chưa bao giờ Nhận Đức có một cái nghĩ ngợ rằng là danh lợi nằm trong đây, mà hoàn toàn là nghĩ rằng con người cần phải được nuôi huệ mạng. Nhớ, con người cần được nuôi huệ mạng. Nuôi huệ mạng là quan trọng nhất của cuộc đời con người. Không có việc gì quan trọng bằng nuôi được cái huệ mạng, tu nhân tích đức. Nhớ nghe quý vị. Đó. Nên tất cả quý vị mà về đây nhớ rằng con người có thể chuyển xây số mệnh được chỉ ngay cái tâm thiện của mình. Ngay cái tâm thiện. Thí dụ bây giờ mình đến đây mình dự được cái chương trình này đi, chúng ta mỗi một con người ngồi nghiêm túc đàng hoàng, mình đi đến đây tự nhiên mỗi một con người trong đây phước duyên nó khác hoàn toàn. Thí dụ như đông người ngồi gì ti tặng tiền, người ta muốn tặng điều hết đó, mà lạ thay là mình tiền không bằng cái người kế bên, nó kỳ cục như vậy. Quý vị phải tin nhân quả nghe, phải tin nhân quả đó. Nên trong mạng mình bây giờ nó có được 1 triệu thì tự nhiên người ta cho mình được 1 triệu, nhưng trong mạng mình nó có 500.000 à, thì người ta cho mình cuối cùng được có 500. Quý vị biết trong cái mạng giống như trong cái ly nước vậy đó. Cái ly của mình là cái ly nước bự, nước nhiều thì mình uống được nhiều. Mà cái ly mình là cái ly nước nhỏ, nước ít thì mình uống ít. Từ nơi đó mỗi một con người ngồi trong đây, số mệnh phước báo con người khác nhau hoàn toàn. Cái tâm của người cho là bình đẳng, nhưng mà cái phước mình hưởng thì là khác nhau. Nên khi mình có nhiều có ít, mình không có buồn, không có trách. Mình chỉ vui nhất là đi đến đây được nghe pháp, được cởi mở tâm tư, được hiểu một phương pháp để chuyển đổi số mệnh, để nuôi được huệ mạng. Đây là chỗ quan trọng nhất. Nên Nhận Đức nói với mấy cô, tại vì mình ở đây mình bỏ vô bao thư là 250.000 một người, riêng Nhận Đức nha. Rồi tiền xe Nhận Đức trả hết á, rồi một bao thư là 250.000. Nên Nhận Đức nói rằng là riêng bên cái nhóm Nhận Đức tặng, Nhận Đức kêu mấy cô khi Nhận Đức vừa giảng xong, mỗi vị trí ngồi nghiêm túc nha, để mấy cô tặng tiền cho ai cũng có cái khoản này đi.
Còn những người gia đình người ta mà ta đi đến đây tặng á, quý vị nghĩ đi, không thể nào mà người ta cho nhiều được như vậy. Chứ cái số lượng mà gần 3.000 người này, quý vị nghĩ đi, 3.000 người thì trước nhất là một người 250.000 này, những đức mong mấy cô mình phát cho đều ai cũng cầm được cái mảng này trước đi, rồi những cái vị trí kia là mấy cô tiếp tục đi tặng phụ cho người ta, giúp người ta tặng, làm sao mà ai cũng có đi chậm nhất, nhưng mà mỗi một con người mình ngồi ở đây hết sức là đàng hoàng, biết không? Có một cái anh chàng đi đến đây, khi anh nghe những đức giảng xong, tại đi đến đây dự chương trình khiếm thị đâu mấy lần, xong anh nghe những đức giảng xong, anh qua bên khu tăng, anh nói: thầy ơi, cho con xin sám hối chính con nè thầy, con nghĩ con sáng mắt con đi lại đây con dự chương trình, xong cái thầy vừa cho tiền ở đây con nhận xong, con chạy ra bên ngoài con nhận tiếp tục nữa, vậy mà con nhận được 3 lần là được 600.000 của thầy, trong khi người ta nhận được có chỉ có 1 lần một thôi, còn những cái mã tiền khác người ta tặng thêm nữa, còn ngoài ra phần con không mà nhận được 3 lần của thầy tặng, tại vì con nhận ở đây xong con đi ra ngoài kia, con đi ngoài kia con nhận xong con chạy vô trong đây lại, con sẹt tới sẹt lui mà con nhận được 3 lần. Mà con nghe thầy giảng xong con sợ rùng mình rợn ốc luôn, tại vì nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi, cuối cùng cũng ăn hết, nhưng mà con lại tạo một cái tội là con lừa dối. Con đến ngôi Tam Bảo mà con lại lừa dối, con làm không đúng. Những đức nói: anh nghe gì anh hiểu là đúng rồi đó, anh gan cùng mình đó. Bây giờ anh cứ nghĩ đi, cái chương trình này nếu ai cũng là người đàng hoàng thì chương trình này chúng ta tổ chức hoài. Nếu như chỉ có vài ba người không đàng hoàng đi đến đây mà làm tầm bậy tầm bạ ở đây là nó đoạn cả cái nhóm người này luôn, là anh tội của anh đỏ biết chừng nào ra không. Chúng ta đi đến đây là tình thương mến thương, trong khi ở đây những đức lo hơn 1.000 người, mà những đức còn tổ chức cái chương trình này là quý vị biết những đức thương quý vị cỡ nào chưa. Tại vì những đức nghĩ rằng chính bản thân những đức nè, không nghe Phật Pháp nó khổ quá trời khổ, mà nó tạo nghiệp quá trời tạo nghiệp luôn. Mà từ khi nghe Phật Pháp tới bây giờ mới chuyển được số mệnh cuộc đời của mình. Nên những đức muốn đem Phật Pháp này dùng đa dạng phương tiện để mà gieo cho người ta, để người ta biết được Phật Pháp. Vì những đức tin 100% chỉ có Phật Pháp mới cứu được cuộc đời mình. Chỉ có Phật Pháp mới cứu được cuộc đời của mình, quý vị à. Nên mỗi một con người nên chân thật đàng hoàng đúng đắn. Đời của mình xong còn đời con cháu nữa quý vị ơi. Nhớ nghe. Nó mình hiểu được cái nguyên lý này rồi là đặc biệt lắm. Nó phải hoàn toàn tin sâu nhân quả. Từ hồi sáng giờ đi đến đây niệm Phật là những đức bắt niệm Phật cho quý vị niệm theo á. Tại vì sao? Vì những đức tin cái câu vật hiệu này thù thắng lắm. Vì cái cuộc đời của người mình nó lay quay cái tuổi già rồi mình chết. Nếu như mà mình mà không có một cái pháp tu để giải thoát đó quý vị, thì con người mình chết đâu phải là hết đâu. Có nhiều người thế gian người ta không có tu, người ta nghĩ rằng chết là hết rồi. Nhưng thật sự chết không có hết quý vị ơi. Nếu như chết mà hết á, thì làm gì có cái chuyện mà chúng ta đi tu làm chi cho nó mệt thêm đó. Chết nó không có hết, mà chết nó còn tính vào cái định luật nhân quả mà mình đang sống ở cuộc đời này mình đã tạo làm sao. Bây giờ quý vị coi nè, sống trong cái cuộc đời này cũng như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, quý vị coi. Mình thì sanh ra đời mình khiếm tật rồi, khiếm thị rồi, mình tật nguyền rồi, mình nghèo. Nhưng mà có những người sanh ra đời rất là đẹp, giàu, có địa vị, quý vị coi. Như vậy thì cái này phải nhân quả không? Nếu như không phải là nhân quả, làm sao con người nó không bình đẳng? Mà con người tại sao có những con người này có người khác? Bây giờ kế bên những đức có một cháu nè. Những đức thấy cháu được mẹ ẵm bên cạnh mà cháu lớn rồi đó, mà cháu gục gặt cái đầu thì lép bên. Quý vị nghĩ cái này phải nhân quả không? Nên những đức nghe lời Phật dạy, những đức hướng dẫn quý vị. Bây giờ thí dụ như nghe như vậy rồi đúng không? Bây giờ cuộc đời mình đã khổ gì rồi đúng không? Bây giờ nghe lời những đức có thể chuyển đổi số mệnh. Nếu ai thật sự muốn chuyển đổi số mệnh của cuộc đời mình, quý vị nhớ nè, quý vị ngồi đâu, đi đâu, đứng đâu, quý vị cũng tập đi niệm Phật tới cùng luôn. Chân thật niệm có vật hiệu này đi. Những đức tin 100% cuộc đời những đức không làm được một cái trò gì, nhưng chỉ có niệm Phật mà những đức làm được bao nhiêu việc như vậy. Nó lạ như vậy. Chỉ có một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khổ đau hay vui sướng cỡ nào cứ niệm Phật đi. Thí dụ như bây giờ các cháu mà có tật này mà chịu mà nghe những đức nói nha, các con á,
tật nguyền rồi. Bây giờ cuộc đời mình là do gì? Mình không có tu được tốt quá nên đời này mình mới khổ gì. Bây giờ các con nghe lời những đức nghe, cứ là ngồi đâu làm việc gì các con cũng tập đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm như vậy hoài vậy đó. Mà lạ thay, niệm viết rồi nó thay đổi cái tâm tư mình luôn. Chính những đức là một con người mà chỉ biết mình không biết ai nè, hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn nè. Vậy mà niệm Phật viết mà thương bao nhiêu con người xa lạ như vậy á. Các vị coi bây giờ một ngôi chùa mà rủ người ta về đông như vậy, không lẽ về những đức rủ những người này về những đức kiếm tiền trời. Bây giờ mà mình mà không nghe đạo, mình mà không tu đạo, ai mà rủ đông như vậy về? Mà hoàn toàn những đức đã từng nêu rất nhiều lần nha. Những đức là những đức làm, còn hàng Phật tử là Phật tử cứ tặng. Chứ những đức chưa bao giờ kêu người ta đưa tiền cho mình để một mình tặng, không bao giờ. Tại vì mình, những đức rất là mong những người khiếm thị đi đến đây họ có thêm một chút tiền nữa. Những đức mong họ có nhiều, họ có càng nhiều những đức càng mừng giùm cho họ. Chứ những đức không bao giờ mà tổ chức cái chương trình này mà kêu người ta đưa tiền cho mình rồi mình cho cái mình phân ra rồi xong mình tính là lờ lãi, xong mình dư mình bỏ túi riêng, không có nghe. Quý vị biết nếu mà chương trình này mà những đức có cái nghĩ này đó thì thôi chắc đọa 18 tầng địa ngục quá à. Chứ đừng có nói. Mình chân thật, mình hướng dẫn người ta nên người ta mới cảm, người ta đi đến đây. Quý vị biết bây giờ những đức đưa lên chương trình này là những người mà chòm sớm làng quê mình á, mà những người mà người ta dù là sáng mắt đồ mà người ta nghèo dẫn nó đi đến đây luôn. Tại tiền xe những đức trả hết rồi. Quý vị biết bây giờ trời ơi xe nó lên giá dữ lắm, quá trời luôn. Nhưng mà mình nghĩ cái huệ mạng của con người ta quan trọng nên bây họ mới tổ chức, bữa nay mới có 3 tầng tổ chức nữa đúng không? Lại vì biết vì sao những đức tổ chức sát bên mà thời gian trước nó rất là lâu mới tổ chức, tháng mấy 2 tháng mới tổ chức, mà bây giờ mới tổ chức đây mà hôm nay tổ chức nữa là lý do tại sao? Là mùa hè, những đức mong tổ chức chương trình này để cho nhiều người làm cha làm mẹ là dẫn con em người ta đi đến đây, rồi con em người ta phát cái tâm thiện để mà giúp cho những người bệnh đau, tật nguyền, nghèo khổ, để con em của mình từ khi còn nhỏ nó được gieo cái chủng tử thiện trong tâm nó. Dù là nó giàu nhưng nó nên suy nghĩ lại là cuộc đời này còn nhiều người khổ dữ lắm. Nó đừng có ăn sung mặc sướng mà nó không biết ai khổ đau. Những đức không cần quý vị nói cảm ơn những đức hay trả ơn gì cho những đức cả. Quý vị chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật là trả ơn những đức được rồi. Đó. Nên bài chia sẻ hôm nay của chúng ta khoảng 40 phút. Hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các vị khiếm thị, khiếm thật và tất cả hàng Phật tử về đây trong ngày hôm nay. Quý vị phát một cái tâm thiện đi về chùa để mà niệm Phật tu nhân tích đức. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho gia đình quý vị ai cũng là người nghe đạo và biết tu hành. Dù là mình nghèo nhưng tình cảm chứa chan, sống chân thật với nhau. Rồi tất cả những người mạnh thường quân mà đi đến đây mà chúng ta tặng tiền cho người khiếm thị, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị cũng tín nguyện niệm Phật. Rồi gia đình đều tin sâu nhân quả, ai cũng biết tu nhân tích đức, sống với nhau chân thật nhiệt tình, gia đình được hạnh phúc, dạy con cháu ngoan ngoãn từng đời. Như vậy thì gia đạo thịnh vượng, mỗi một người đều nghe Phật Pháp giống như được ánh quang minh của Phật soi gọi để chúng ta sống an vui và tự tại. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.